Ngày nay Phật giáo trên thế giới gồm có Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Vậy đức tin của họ như thế nào? Thứ nhất, đức tin đối với Phật giáo Nam Tông, Nguyên Thủy hay Tiểu Thừa. Nhìn lại những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, tinh thần sùng tín bằng những hình thức nghi lễ, sùng bái của một tôn giáo tiếp tục bành trướng trong dân gian, làm ảnh hưởng rất lớn cho sự tiến hóa của Đạo Phật. Ngay sau khi Đức Phật nhập diệt tại thành Câu Thi Na, các vua chúa, những quốc gia lân cận kéo binh mã tới tranh giành những di tích hoại thể của Đức Phật, như những viên xá lợi, răng, tóc để đem về thờ phượng tại nước của họ. Thật ra sự sùng bái những di tích này hoàn toàn đi ngược lại với lời dặn của Đức Thế Tôn. Trước khi nhập diệt, Đức Phật có dạy rằng, sau khi Thế Tôn nhập diệt, điều mà các con phải giữ gìn là chánh pháp. Chính chánh pháp sẽ thay thế ta trên cõi đời này. Hãy giữ gìn lấy chánh pháp. Đáng tiếc thay, phàm phu nhìn chánh pháp như là một cái gì quá trừu tượng để có thể nương tựa vào. Trong khi một viên xá lợi, một ngón tay, một chân răng, một ngọn tóc, dù không phải là của Đức Phật đi chăng nữa, cũng làm tăng trưởng sự sùng bái của con người. Ngày nay, những nước theo Nam Tông như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia đã thần thánh hóa Đức Phật. Người Phật tử ở những xứ này tôn thờ, thành khẩn, cầu xin thì đủ thấy tinh thần sùng tín của họ mạnh mẽ như thế nào. Thứ hai, đức tin đối với Phật giáo Đại Thừa. Đặc điểm của Đại Thừa là tôn thờ chư Phật và chư Bồ Tát, từ bi hỷ xả vì người quên mình là những hành nguyện Bồ Tát đạo được khuyến khích nhiều nhất trong các kinh điển Đại Thừa. Đại Thừa có nhiều tông phái, cho nên niềm tin cũng tùy theo tông phái mà đổi thay. Thứ nhất, đối với Thiền Tông, đức tin không phải là một điều quan trọng vì không có gì để tin. Dựa vào tư tưởng Bát Nhã thì vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền, nên trên thế gian này có cái gì là thật đâu mà phải quan tâm bận lòng. Người tu thiền chỉ cần tin tưởng vào những lời dạy của Phật và khả năng giác ngộ của chính mình, tức là tự lực. Bởi vì vạn pháp duy tâm, nghĩa là tâm này là chủ, tâm này là Phật, tâm này là tất cả. Cho nên chúng sinh chỉ cần quay về hồi quang phản chiếu mà sống trọn vẹn với chân tâm, thì ngay nơi ấy chính là cực lạc, là niết bàn rồi. Kinh điển hay pháp tu chỉ là phương tiện, là ngón tay, mà chân lý mới là cứu cánh. Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy thêm rằng, pháp này phải đến trong tánh Phật mà cầu, chứ hướng ngoài thân mà cầu, tự không có bổn tâm, phải tự thấy bổn tâm. Mê thì làm chúng sinh, còn giác tức là Phật. Thứ hai, đối với Tịnh Độ Tông thì đức tin bây giờ là chính yếu. Ngược với lối thực hành của thiền là không, Tịnh Độ thì áp dụng lối có. Có ở đây là tin có Phật A Di Đà, có cảnh Tây Phương Cực Lạc, có vãng sanh, tức là có chư Phật hay chư Bồ Tát đến dẫn dắt họ về thế giới Tây Phương. Người tu theo Tịnh Độ phải có niềm tin mãnh liệt vào những cái có này để được tái sinh về xứ Phật. Ngài Huệ Viễn vào đời Nam Tống ở Trung Hoa đã khởi xướng tông phái Tịnh Độ. Các vị tổ của Tịnh Độ quan niệm rằng vào thời mạt pháp, người tu Phật không đủ khả năng để tự tu giải thoát cho chính mình, tức là thiếu khả năng tự lực, nên họ kêu gọi đến tha lực của Phật A Di Đà để Ngài cứu độ và truyền sức mạnh vào mình. Có và không là tùy theo lối nhìn dựa theo thế giới hiện tượng hay bản thể. Vì nếu dựa theo sự tướng bên ngoài thì có, còn theo bản thể chân như thanh tịnh bên trong thì tất cả đều là không. Nhưng tâm kinh có dạy rằng sắc tức là không và không tức là sắc. Cho nên có tức là không và không chính là có, tuy hai nhưng mà một, tức là bất nhị. Nói cách khác, thiền là tịnh và tịnh tức là thiền, nghĩa là trong thiền có tịnh và dĩ nhiên trong tịnh đã có thiền rồi. Thí dụ niệm Phật để diệt trừ vọng tưởng trong tâm tức là thiền trì, tức là Samatha, nghĩa là tu định. Quán tưởng Đức A-di-đà tức là thiền quán, tức là Tamma Bát Đề, nghĩa là tu quán
hay tu trí tuệ. Khi hợp hai lối tu lại với nhau thì gọi là thiền na, tức là chỉ quán đồng tu hay định tuệ song tu. Do đó, có hay không chỉ là phương tiện, là một cách nói, chứ không phải là cứu cánh, bởi vì chân tánh thì chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, tức là chung quán luận. Nếu nhìn vào một khía cạnh tâm lý, thì đức tin của người Phật tử tu theo tịnh độ không có vẻ gì khác biệt với đức tin của tín đồ Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo, tức là đức tin hướng về Thượng Đế, Chúa Giê-xu hay A-la. Vì có sự tương đồng này mà ngày nay những quốc gia tân tiến tại Âu Châu, Mỹ Châu, ngay cả Úc Châu, nơi mà tịnh độ tông phát triển mạnh nhất trong cộng đồng người Trung Hoa và số ít Việt Nam, thì pháp môn tịnh độ hầu như không lôi cuốn được người dân bản xứ. Con người càng văn minh tân tiến thì càng tin sâu vào luật nhân quả, nghĩa là người muốn no hãy tự mình ăn lấy mới no, kẻ khác không thể ăn cho mình no được. Do đó, nếu tin vào tha lực để có sự cứu rỗi thì họ cứ theo tin lành. Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo chứ cần gì phải cải đạo. Tín đồ Thiên Chúa chỉ cần tin vào Thượng Đế, làm vài điều thiện là được vào nước thiên đàng mà khỏi phải trường chay khổ cực, nhấp trọn sáu căn và phải tịnh niệm tương tục, tức là ngày đêm chú tâm niệm Phật không gián đoạn. Nhưng đối với người Tây Phương thì họ muốn tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành những cái gì mới lạ, khác biệt, nằm trong khả năng tự lực của con người. Chẳng những phù hợp với luật nhân quả mà còn thích hợp với đà phát triển của văn minh khoa học. Phải chăng tư tưởng tự tu tự giác là nguyên nhân khiến thiền đại thừa, ngay cả thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nam Tông phát triển rất thịnh hành trong cộng đồng người Tây Phương? Họ cảm thấy thoải mái hơn khi thực hành thiền để cho tâm được an tịnh. Nghĩa là chính họ tự lái chiếc xe định mệnh, tự chèo con thuyền bát nhã để khai tâm mở tánh mà chứng nghiệm được sự thanh tịnh tịch diệt của Niết Bàn. Người Tây Phương khi nghiên cứu đạo Phật, học cách tu thiền thì họ cảm thấy thoải mái, an lành và hạnh phúc hơn là lúc họ còn tin ở những đấng thần linh. Đạo Phật không thờ bất cứ vị thần linh nào mà họ chỉ tôn thờ, kính quý Đức Phật Thích Ca, vì Ngài là bậc giác ngộ chân lý, nói và sống đúng chân lý. Vì vậy, nếu người đệ tử của Phật biết nói đúng chân lý, sống đúng chân lý thì có an vui tự tại, Niết Bàn cũng như Phật. Họ biết rằng cái thực tại tối hậu, tức là trí tuệ Bồ Đề và tịch diệt Niết Bàn đã có sẵn trong họ, chứ không cần tìm kiếm ở đâu xa. Đó là bớt một phần phiền não thì có một phần Niết Bàn. Bớt một chút vô minh thì tăng thêm một chút trí tuệ sáng suốt. Niềm an vui hạnh phúc tự tại này không tìm thấy trong tôn giáo của họ. Đây là một thử thách rất thực tế, thích đáng và được đền bù bằng những kết quả tương xứng rất nhiệm màu ngay bây giờ, mà không cần phải mong chờ sự ban ơn, bố ân sủng do ai hay ở đời sau. Ngày xưa chính Đức Phật đã đi sâu vào thiền định mà chứng được chân lý, và tất cả các đệ tử của Ngài cũng nhờ thiền định mà thành A-la-hán. Ông A-nan tuy là đệ nhất đa văn, nổi tiếng học rộng biết nhiều, mà có tâm ỷ lại, không chịu tu thiền, không vào đại định, nên cả đời không đạt thành thánh quả và phải chịu nạn dâm nữ ma đăng già. Đối với Phật giáo, tư tưởng chính là nguồn gốc của sự mê hoặc, làm cho tâm thức con người càng thêm mê muội, và vọng tưởng chính là sản phẩm của nó. Vì thế, thiền định là phương pháp làm ngưng lại và tiêu diệt những tư tưởng này. Do đó, một khi những làn sóng tư tưởng khuấy động đã chấm dứt, thì chúng sinh sẽ nhận thấy ánh sáng mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. Từ đây con người sẽ nhận thấy rằng cuộc sống này rất thoải mái, bình an, trong cái tâm trạng đầy phúc lạc thanh thản an nhàn. Bây giờ nếu nhìn tịnh độ bằng một khía cạnh tâm lý khác, có người lý luận rằng chúng sinh trong cõi ta bà luôn luôn lặn hụp, chìm đắm trong biển sinh tử trầm luân và sống trong vô minh điên đảo nên mới cần có Bồ Tát và Phật. Ngược lại, trong cõi cực lạc, con người hóa sinh từ hoa sen, muốn gì được nấy, khỏi cần làm ăn cực khổ, muốn ăn gì thì thức ăn tự hiện ra, ăn xong khỏi cần rửa dọn, thức ăn thức uống biến mất. Ngoài lầu vàng gác tía, áo quần vật dụng hiện ra theo ý muốn,
và sống lâu vô lượng. Nói cách khác, trong cõi cực lạc, con người không còn biết khổ, sống quá sung sướng, thì đây chính là cực lạc Niết Bàn rồi. Thế thì tu để làm gì? Có khổ mới tìm Niết Bàn, có vô minh mới cầu Bồ Đề. Không biết tam khổ, bát khổ, thì tứ diệu đế dùng vào chỗ nào? Mình không khổ, chúng sinh không khổ, thì lấy gì làm cơ bản để tu lục độ vạn hạnh? Không khổ, không lo, thì cần gì phải tu hành? Không tu tứ diệu đế và lục độ vạn hạnh thì làm sao thành Phật được? Nhưng nếu nhìn sâu, tức là thâm ý của Phật, thì tịnh và thiền đều có chung một mục đích là cột tâm vào một chỗ. Tâm của con người sinh diệt từng sát na, tức là 60 sát na là một giây. Với biết bao ý tưởng thay đổi không ngừng như tâm viên ý mã, vì thế mà năng lực trở thành yếu ớt kém cỏi. Nay dùng phương tiện như tham thiền hay niệm Phật để cột tâm lại một chỗ không còn tán loạn, thì tâm sẽ được tĩnh, tức là có định và sáng suốt. Nếu chúng sinh niệm danh hiệu Phật A-di-đà để dẹp trừ vọng tưởng, chấp trước, thì mỗi câu niệm sẽ quét sạch vọng tưởng, làm cho tâm thanh tịnh. Ví như ngọn đèn vốn sáng, nhưng vì gió lay động làm cho ánh sáng bị lu mờ. Nếu bây giờ chụp cái bóng che gió vào thì ngọn đèn sẽ bừng sáng. Do đó, nếu chúng sinh suốt ngày chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà, biết chú tâm vào hồng danh này khi làm việc, lúc nghỉ ngơi, cho đến lúc nhất tâm bất loạn, thì cái ảo ảnh nhị nguyên của vô minh, cái tâm phân biệt, có chúng sinh, có Phật, sẽ chấm dứt và họ sẽ chứng ngộ được chân lý nhiệm màu ngay. Nên nhớ công phu nhất tâm bất loạn của tịnh độ, tức là thánh quả A-la-hán của thiền tông. Vì thế, cho dù con người có gọi nó là tha lực tiếp dẫn của Đức A-di-đà, gọi là thiền, gọi là mật, gọi là giáo, thì có khác biệt gì đâu. Bởi vì chứng ngộ chân lý thì không thể nói hay diễn tả bằng văn tự ngôn ngữ được. Cái khả năng giải thoát mà con người cho rằng vốn ở bên ngoài, tức là tha lực, thật ra vẫn ở bên trong, tức là tự lực, thì lúc nào vẫn sẵn có ở trong ta. Đó chính là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, là Phật tánh vĩnh hằng trong tất cả mọi chúng sinh. Vì thế, nếu người tu trì công niệm Phật đến khi dứt sạch vọng tưởng và ngộ nhập chân tâm rồi, thì Phật A-di-đà hay cảnh tịnh độ cũng chỉ ở nội tâm của mình hiện ra, chứ không phải ở đâu xa. Bởi vậy, Kinh Phật mới có câu, tự tánh di-đà, duy tâm tịnh độ là như vậy. Niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh, có nghĩa là niệm Phật đến chỗ vô niệm, nghĩa là niệm mà không còn biết mình đang niệm, tức là tâm ấy chính là tâm Phật rồi. Đó là lục tự di đà vô biệt niệm, thì mới có hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật tức là minh tâm kiến tánh, và ngộ vô sanh nghĩa là không còn sinh, không còn diệt, tức là chứng được vô sanh pháp nhẫn vậy. Như thế thì tu thiền hay niệm Phật chỉ là những phương tiện, là những cách nói, nhưng cứu cánh vẫn là một. Cho dù con người có gọi nó là minh tâm kiến tánh, nhất tâm bất loạn hay gọi là gì đi chăng nữa, thì trong đạo Phật chỉ có một hương vị duy nhất là vị giải thoát giác ngộ. Vì thế, trong tịnh độ thi có câu rằng, ba phước thể tu, sáu niệm căn, giữ gìn tam nghiệp sạch trong ngần. Một câu thánh hiệu không rời chán, nguyện thấy Di Đà chứng pháp thân. Do đó, nếu chúng sinh có thể lìa sự tướng mà nhập vào bản thể chân như, thì Niết Bàn Bồ Đề tự hiển lộ. Đó là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Nghĩa là khi chúng sinh đã hoàn toàn có tâm thanh tịnh, thì thế giới họ đang sống chính là cõi tịnh độ rồi. Có người thắc mắc rằng, tịnh độ đến nhất tâm bất loạn, còn thiền tông đến chỗ nào? Không có đến chỗ nào hết. Cái mà con người gọi là minh tâm kiến tánh, nghĩa là tâm mình cùng khắp không gian, vô bờ vô bến, chỗ nào cũng là thể của tâm mình cả. Đó là chân tâm Phật tánh cùng khắp vậy. Tịnh độ tông mà người Trung Hoa còn gọi là Liên tông là một trường phái được lưu hành rộng rãi tại Trung Hoa. Năm 402, ngài Huệ Viễn vào năm 334-416,
sống cùng thời với Pháp Sư Kumala Thập, thành lập Bạch Liên xã. Trong đó ông quy tụ một nhóm 123 người, gồm tăng sĩ và cư sĩ tụ tập trước tượng A-di-đà và nguyện vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Dựa theo người Trung Hoa, ông được xem là sơ tổ của Tịnh Độ. Nhưng thật ra, khi nói về pháp môn niệm Phật thì Đại Thế Chí Bồ Tát mới là sơ tổ của pháp môn này. Sau đó có sư Đàm Loan vào năm 476-542 là người phát triển tích cực và đem môn Tịnh Độ đến với mọi người. Sư cho rằng vào thời mạt pháp thì tự lực không còn đủ sức để giải thoát. Sư không chấp nhận con đường gian khổ của những tông phái khác và chỉ chấp nhận giải pháp dễ dãi là dựa vào tha lực của Phật A-di-đà. Sư nghĩ rằng chúng sinh chỉ cần nhất tâm quán niệm danh hiệu Phật A-di-đà là đủ để sanh về cõi cực lạc của Ngài. Đặc tính của Tịnh Độ là lòng tin nhiệt thành nơi Phật A-di-đà và sức mạnh cứu độ của Ngài. Đức Phật Thích Ca đã khẳng định rằng Ngài chỉ là một đấng đạo sư chứ không phải là đấng cứu thế, đấng thần linh. Vì thế, đạo Phật là con đường giúp cho chúng sinh tự mình chứng ngộ chân lý, tự mình có được giải thoát giác ngộ, chứ Phật không cứu rỗi, không độ cho bất cứ ai. Bồ Đề Niết Bàn là do chúng sinh tự hóa giải hết vô minh phiền não mà có, chứ không phải do Phật, do Bồ Tát ban tặng. Bớt một phần vô minh thì có một phần Bồ Đề, hóa giải một phần phiền não thì có một phần an lạc, Niết Bàn thế thôi. Đức Phật hy sinh cả một cuộc đời vương giả, không ngại dầm mưa dãi nắng, cực khổ gian lao để đi tìm chân lý. Đến khi thành đạo, Ngài đã đem ánh đạo vàng gieo khắp các nơi, đem nước từ bi dưới xuống cứu độ chúng sinh, để lìa khổ được vui, không phân biệt là cung vua phủ chúa hay mái tranh nghèo của người nông phu. Vì thế không có nơi nào ở Ấn Độ mà không có dấu chân của Phật. Nếu đây không phải là tha lực Phật đã gia bị cho chúng sinh thì còn là gì? Nhưng trong Phật giáo không hề có việc ân sủng cứu rỗi, vì nó đi ngược lại với quy luật nhân quả phát triển khách quan của tất cả vạn hữu trong vũ trụ. Trong kinh A Hàm có câu chuyện nàng Kisa Gotami như sau. Nàng Kisa Gotami có người con trai chẳng may bị rắn cắn chết. Vì quá thương yêu đứa con yêu dấu của mình nên nàng Kisa không thể chấp nhận cái chết. Nàng mang thi hài của con đến hết nhà này tới nhà kia để tìm thuốc cứu chữa, nhưng không ai có thể giúp nàng được. Cuối cùng nàng đến hầu Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, nếu cô có thể đem cho ta một nắm tro có sách viết là hạt cải, ta sẽ giúp cô. Tuy nhiên nắm tro ấy phải phát xuất từ ngôi nhà, trong đó không có người nào chết cả. Kisa đi đến mọi nhà trong thành phố, khắp nơi mọi người đều thương xót cho hoàn cảnh đau khổ của nàng, nên ai cũng tặng nàng nắm tro. Nhưng khi hỏi lại thì bất cứ gia đình nào cũng có người chết. Đó là có khi anh em, cha mẹ, vợ chồng hay con cái như nàng. Quá thất vọng, nàng trở về gặp Đức Phật với tay không. Đức Phật nhìn người đàn bà đau khổ và nói, ngươi đã tìm được nắm tro ấy không? Đáp, ôi, con ôm đứa con đã lạnh vào lòng và đi gõ cửa từng nhà một để xin thứ cho ấy. Cho thì không thiếu gì, nhưng không có nhà nào không có người hoặc mới chết hoặc đã chết từ lâu. Con mệt nhọc mà vẫn không tìm ra. Nay nhờ Ngài chỉ dùm nhà nào có thứ cho mà Ngài đã dạy để cứu con của con. Đức Phật đặt một tay trên vai Kisa như để chút cả một điểm thương lên đó và nói bằng một giọng xót xa. Kisa, không có thứ cho đó đâu. Vì chết là một luật chung của sinh vật trong vũ trụ này. Hôm qua, ta bảo ngươi đi tìm thứ cho ấy là cốt để cho ngươi nhận thấy rằng đã là con người thì phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Không ai có thể vượt thoát ra khỏi luật vô thường cay nghiệt này. Hôm qua, ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi đau đớn. Bây giờ ngươi đã hiểu rằng toàn thể nhân loại đều chịu chung như thế cả. Cái đau đớn của ngươi chỉ là một trong cái đau đớn của toàn thể nhân loại. Đây là một giọt nước mắt trong biển nước mắt mà thôi. Ngươi đừng nên than khóc thái quá, vì không thể nào thay đổi cái định luật khắc nghiệt này. Nếu ta có thể cứu được con của ngươi thì dầu cần đến máu xương của ta, ta cũng không từ. Nàng Kisa cảm thấy được an ủi, nên về sau
nàng đến gặp Đức Phật, trở thành đệ tử của Ngài và sau đó chứng thánh quả A-la-hán. Dựa vào câu chuyện trên, chính Đức Phật cũng không thể thay đổi sinh mệnh của con người được, bởi vì chân lý của Đạo Phật là nhân nào quả nấy, và chỉ có ta mới có thể thay đổi được cuộc đời và định mệnh của ta mà thôi. Vì thế, không có việc độ trì, cứu rỗi trong Đạo Phật, vì Đức Phật chỉ là bậc thầy vĩ đại chứ không phải là đấng thần linh. Trường giả cấp cô độc là vị thí chủ lớn nhất ủng hộ Đức Phật và tăng chúng. Ông cùng Thái tử Kỳ Đà, tức là Cheta, xây tịnh xá Kỳ Viên, nơi mà Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 19 mùa an cư kiết hạ. Khi cư sĩ cấp cô độc đau nặng sắp chết, Đức Phật hay tin, liền cho tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến thăm. Sau khi thăm hỏi bệnh tình, tôn giả Xá Lợi Phất khuyên ông cấp cô độc không nên để cho mắt sanh thức rồi nhiễm theo sắc trần, không nên để tai sanh thức rồi nhiễm theo thanh trần. Nói chung, tuy sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nhưng đừng khởi thức phân biệt rồi chạy theo sáu trần. Sau đó, Ngài nhắc ông cấp cô độc chớ để cho tâm đắm nhiễm sắc thân tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa, mà sanh tham dục, chớ để tâm đắm nhiễm cái thân ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà sanh tham dục. Trường giả cấp cô độc nghe xong bài pháp thoại liền rơi nước mắt mà thưa rằng: từ trước đến giờ con chưa từng nghe bài pháp nào như thế, bây giờ con mới được nghe. Tôn giả A Nan cũng nhắc nhở khuyến pháp cho ông cấp cô độc. Nhắc nhở giảng giải xong, hai tôn giả từ giã ra về. Sau đó không bao lâu, cư sĩ cấp cô độc mệnh chung sinh lên cõi trời đầu suốt. Như vậy, đối với các Phật tử sắp chết, Đức Phật và các đại đệ tử của Ngài chỉ đến thăm, giảng giải đạo lý, nhắc cho người bệnh nhớ và tín sâu vào Tam Bảo mà an lòng ra đi, chứ không có tụng kinh trợ niệm. Nếu những Phật tử khi mạnh khỏe thường tụng Bát Nhã Tâm Kinh, thì nên nhắc nhở với họ còn nhớ câu Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nếu họ trả lời nhớ, thì hỏi tiếp chiếu kiến ngũ uẩn giai không là sao. Nếu họ giải thích đúng, thì hỏi tiếp thế thì quý vị đã thấy ngũ uẩn giai không chưa. Nếu họ đã thấy, thì qua hết khổ nạn mà ra đi thảnh thơi. Nếu họ chưa thấy, thì nhắc lại cho họ tỉnh, hoặc có thể nhắc nhở một câu trong kinh Kim Cang rằng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai, để đánh thức họ đừng luyến tiếc xác thân, tiền của, ngay cả vợ chồng con cái thì mới ra đi nhẹ nhàng được. Như vậy là độ cho họ trong giờ phút lâm chung, chứ không phải lập bàn thờ Phật, mình thì tụng kinh gõ mõ, còn họ thì cứ mê cứ mệt, không sáng suốt, hai bên không dính dáng gì tới nhau. Ngày xưa có một hôm tỳ kheo trẻ mới xuất gia học đạo nhưng lâm bệnh nặng, nên Đức Phật tới thăm hỏi: ông có hối tiếc điều gì không? Đáp: bạch Thế Tôn, con có hối tiếc. Ông có phạm giới không? Đáp: bạch Thế Tôn, con không phạm giới. Không phạm giới, sao ông lại hối tiếc? Đáp: bạch Thế Tôn, con mới xuất gia, đối với pháp thượng nhân con chưa có sở đắc, nên hối tiếc lúc mạng chung không biết sanh về nơi đâu. Đức Phật hỏi tiếp: do có nhãn căn nên mới có nhãn thức phải không? Đáp: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Ý ông nghĩ sao? Có nhãn thức nên có nhãn xúc, do nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ khổ vui phải không? Đáp: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Từ đó nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng vậy. Này tỳ kheo, nếu không có nhãn căn thì không có nhãn thức phải không? Đáp: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này tỳ kheo, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc, nếu không có nhãn xúc thì không có nhân duyên sanh cảm thọ khổ vui phải không? Đáp: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý cũng nên quán như vậy. Vậy tỳ kheo phải khéo tư duy pháp như thế, lúc bệnh chung an ổn, đời sau cũng tốt lành. Nhắc nhở giảng dạy xong, Đức Phật ra về. Chốc lát sau, tỳ kheo trẻ mệnh chung, lúc chết các căn của tỳ kheo ấy rất thanh tịnh và dung mạo màu da tươi sáng, chứng được niết bàn.
Đức Phật chỉ nhắc nhở cho vị tỳ kheo ấy, nếu muốn được giải thoát thì đừng chấp thân, đừng chấp tâm và đừng chấp cảnh. Do đó, nếu không còn chấp thì chặt đứt tham sân si và nhĩ nhiên tâm được thanh tịnh mà chứng được niết bàn. Đức Phật chỉ nhắc nhở như thế là đủ, chư Phật và đệ tử của Ngài không hề có tụng kinh, niệm Phật cầu siêu. Tại sao lại không tụng niệm? Vì người sắp chết, tâm lại duyên theo tiếng mõ tiếng chuông, âm vang trầm bổng của lời tụng, mà còn duyên là còn dính mắc, không tự tại, khó giải thoát. Nhưng nếu nhắc nhở cho họ thấu hiểu rằng ngũ uẩn dai không, nghĩa là thân này không thật, thế gian này không thật, cuộc đời cũng như giấc mộng, nhanh như điện chớp, như bóng mây, mới thấy đó, rồi mất đó. Ngay cả thân bằng quyến thuộc cũng không thật, bởi vì duyên kết thì còn anh còn em, còn vợ còn chồng, còn con còn cháu, đến khi duyên tan thì mỗi người đi mỗi ngả. Hiểu được như thế, họ dễ dàng buông xả, không còn lo phiền, tức là hết khổ ách. Tham sân si hết thì tâm sáng suốt, có an vui tự tại và niết bàn hiển lộ, dĩ nhiên là họ sẽ được siêu thoát. Như thế, đạo Phật không tin vào sự cứu rỗi mà tin sâu vào nhân quả, tin vào lời tuyên bố của Đức Phật khi mới thành đạo là: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và dĩ nhiên tin vào câu nói sau cùng trước khi Ngài nhập diệt: mọi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đây chính là ngọn đuốc trí tuệ sáng chói mà chính Ngài đã giơ cao để soi đường và nhắn nhủ với chúng sinh phải tự học, tự tu, tự giác mà thành Phật. Còn theo kinh điển Pali, nguồn giáo lý căn bản của Nam Tông, thì cõi tịnh độ hay vãng sinh được hiểu như thế nào? Dựa theo kinh điển Pali, danh từ Suda và Sa là tiếng ghép của hai chữ Suda, nghĩa là thanh tịnh, và Avasa, nghĩa là chỗ ở, có thể được hiểu là tịnh độ, chỉ chung cho các cõi nhân thiên. Còn danh từ Sukhavati của Phạn ngữ có nghĩa là chốn an lạc, lạc cảnh. Do đó, tịnh độ của Trung Hoa là cõi cực lạc, đúng hơn là cõi tịnh độ. Theo các chú sớ A Tỳ Đàm, có tất cả 5 cõi tịnh độ nằm trong 16 cõi phạm thiên hữu sắc, đó là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiệt hiện, thiệt kiến và sắc cứu cánh. Vì là cõi hữu sắc nên ở 5 cõi tịnh độ này vẫn có những lâu đài, hoa viên rất trang nghiêm, nhưng không phải để hưởng thụ mà chỉ là nơi thanh tịnh tu hành. Đối với Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy có tất cả 4 hàng thánh trí trong Thanh Văn Thừa, đó là: thứ nhất, sơ quả Tu Đà Hoàn. Nếu chúng sinh loại bỏ được 3 thứ phiền não là thân kiến, tức là chấp cái thân tứ đại là trường tồn bất biến, vì không thông hiểu luật vô thường, vô ngã, sinh sinh diệt diệt, nên chấp trong ta có cái ta riêng biệt, chắc chắn và không biến đổi. Hoài nghi, tức là không tin sâu vào Phật Pháp. Và giới cấm thủ, tức là chấp trước các tín điều mù quáng của những tà giáo, thì họ đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn. Nói chung, sơ quả chỉ là giai đoạn ngắn trước khi chúng sinh hoàn tất các tầng thánh trí cao hơn. Quả vị này còn được gọi là thất lai, nghĩa là người chứng đắc sơ quả không thể tái sinh quá 7 lần hay 7 kiếp. Thứ hai, nhị quả Tư Đà Hàm. Sau khi loại bỏ 3 loại phiền não ở trên, bây giờ chúng sinh tiếp tục tham thiền, niệm Phật, làm giảm nhẹ ái dục và sân hận, thì chứng đắc nhị quả, hay còn được gọi là nhất lai. Bởi vì những vị này chỉ có thể tái sinh vào cõi dục giới một lần chót mà thôi. Thứ ba, tam quả A Na Hàm, nghĩa là bất lai, tức là không còn tái sinh trở lại một trong 11 cõi dục giới nữa. Theo A Tỳ Đàm Tạng Pali, nếu chúng sinh hoàn toàn chấm dứt ái dục, tức là niềm tham luyến trong ngũ trần, và sân hận, thì sẽ chứng đắc tam quả A Na Hàm. Các vị A Na Hàm có 2 chọn lựa. Thứ nhất, nếu họ có khả năng đi sâu vào thiền định như chứng đắc ngũ thiền, thì bây giờ tùy theo công phu mạnh yếu của tín, tấn, niệm, định, tuệ mà họ sẽ được sinh vào một trong 5 cõi tịnh độ. Tín mạnh thì sinh về cõi vô phiền, có thọ mạng 1000 đại kiếp. Tấn hùng hậu thì sinh về cõi vô nhiệt,
có thọ mạng 2000 đại kiếp. Niệm cao thì sinh về cõi thiện hiện, có thọ mạng 4000 đại kiếp. Định thâm hậu thì sinh về cõi thiện kiến, có thọ mạng 8000 đại kiếp. Và tuệ sáng chói thì sinh về cõi sắc cứu cánh, có thọ mạng 16000 đại kiếp. Đây là chốn sau cùng để một vị bất lai chứng quả A-la-hán và nhập diệt. Thứ hai, trong trường hợp vị thánh A-na-hàm chưa chứng quả một tầng thiền định nào, nghĩa là vị này chỉ có tu trí tuệ thiền quán mà chưa từng tu tập thiền chỉ, đến lúc mạng chung, vị này do khả năng ly dục vô sân tuyệt đối nên tối thiểu cũng đạt được sơ thiền, cũng đủ để sinh về cõi phạm thiên, thấp nhất là phạm thiên sơ thiền. Thứ tư, thánh quả A-la-hán là người đã chấm dứt toàn bộ phiền não. Trong tinh thần A-tỳ-đàm Pali thì danh từ vãng sinh của Bắc Tông phải được hiểu là siêu sinh, nghĩa là không còn tái sinh. Một điều chỉ được thực hiện bởi một vị A-la-hán. Như vậy, trong trường hợp những vị chứng đắc từ tam quả A-na-hàm trở xuống sẽ sinh về một trong năm cõi tịnh độ mới có thể gọi là vãng sinh. Như thế, vãng sinh tịnh độ dựa theo tinh thần Phật giáo nguyên thủy phải được hiểu là một phần đường trên hành trình giải thoát của một vị thanh văn. Do đó, pháp môn tịnh độ hay con đường vãng sinh cũng đồng nghĩa với hành trình tam vô lậu học, giới định tuệ và 37 phẩm trợ đạo của tứ diệu đế. Vì vậy, pháp môn tịnh độ vẫn là cứu cánh cho tất cả mọi người. Nhưng dựa theo tinh thần Phật giáo nguyên thủy, thì cầu vãng sinh không có nghĩa là chờ đợi sự tiếp dẫn của bất cứ ai, mà phải là sự lên đường bằng chính đôi chân của mình. Thứ ba, đối với Mật Tông hay Kim Cang Thừa, tông phái này mang đầy màu sắc lễ nghi, hình thức phức tạp và những thực hành có tính cách bí truyền, ngược lại với tính chất công truyền của giáo lý nguyên thủy. Trên phương diện giáo lý, Mật Tông dựa theo tư tưởng trung quán và duy thức, nhưng trên thực tế, tông phái này phát triển vô số thần linh, lễ nghi, bùa chú, ấn quyết và trộn lẫn với đạo Bonpa, tức là đạo bùa chú ở Tây Tạng, có trước khi đạo Phật du nhập vào Tây Tạng. Mật tông Tây Tạng quan niệm rằng luân hồi là niết bàn, cho nên họ dùng tất cả những kinh nghiệm sống của con người, tất cả những trạng thái tâm thần, dù là xấu xa hèn kém, để chuyển hóa chúng, nhằm vượt khỏi thế giới phân biệt đối đãi nhị nguyên mà chứng đạt được chân lý. Vì mật ngữ phải truyền từ vị thầy đến đệ tử, do đó trên con đường tu học này rất khó khăn và phức tạp, khiến cho sự hướng dẫn của một vị thầy là một điều cốt yếu, cho nên người đệ tử phải có một niềm tin vững chắc vào vị thầy cũng như lòng tin ở khả năng giác ngộ của chính mình. Như thế, trong đạo Phật, đức tin chỉ là phương tiện, trí tuệ cũng chỉ là phương tiện, nhưng là phương tiện cốt yếu, trong khi đức tin là một phương tiện thứ yếu, tạm thời. Vì vậy, cho dù chúng sinh có tu theo tiểu thừa, đại thừa, tu theo thiền, tịnh hay mật, hiền hay giáo, thì mục đích tối hậu của đạo Phật là giải thoát giác ngộ, và niềm tin tối thượng vẫn là tin tưởng ở chính mình, ở khả năng tự giác của mình, và tin vào tự tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là Phật tánh, là chân tâm lúc nào cũng sẵn có và hằng sáng ở trong ta. Đạo Phật dưới ánh mắt của người Phật tử. Thứ nhất, người đệ tử Phật không bị ràng buộc bởi bất cứ tín điều, tư tưởng, chủ nghĩa hay sự cấm kỵ nào, bởi vì Phật giáo phủ nhận đầu óc cuồng tín và giáo điều cực đoan. Nếu không tin Phật thì người đó không bị trừng phạt hay bị đày xuống hỏa ngục. Nhưng nếu người đó làm điều xấu hoặc điều ác thì chính họ đang sống trong hỏa ngục rồi. Lời Phật dạy giống như viên thuốc, nếu uống thì hết bệnh, còn không uống thì tiếp tục sống trong vô minh điên đảo khổ đau, chịu sinh tử luân hồi, thế thôi. Sự sống chết của con người là do nhân quả mà ra, chứ không do quỷ thần hay Nam Tào Bắc Đầu xóa sổ. Tất cả những hạnh phúc hay khổ đau của con người là do chính tay họ tự tạo ra, chứ quỷ thần không can dự vào được. Thử hỏi bao nhiêu thiên tai tai nạn khủng khiếp và bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu do ai gây ra? Phải chăng đây là do lòng tham vô đáy của con người đã tác tạo ra những cộng nghiệp, biệt nghiệp bất thiện nên phải gánh chịu quả báo
đau thương tang tóc hay do một đấng thần linh nào đó vì phẫn nộ với loài người gây ra. Trong thế gian vũ trụ này không có cái gì là cố định cả. Nếu không có sự chuyển động thì thế giới vũ trụ, con người cũng không còn, không tồn tại. Do sự chuyển động của địa cầu làm rung chuyển những khối lỏng nham thạch bên trong mà tạo thành động đất, núi lửa. Vậy theo tinh thần Phật giáo, không có một vị thần linh nào có thể nhẫn tâm trừng phạt, hủy diệt loài người và gây đau thương chết chóc khắp mọi nơi, mà đây chỉ là kết quả mà chính con người đã tạo ra cho chính mình. Thêm nữa, khi nói về Thượng Đế, Phạm Thiên hay thần linh, Đức Phật có dạy rằng, như vậy, chính do ý muốn và sự tạo tác của đấng tối cao mà con người trở thành sát nhân trộm cắp, tà dâm phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khao khát, hiểm độc, tinh quái và hiểu biết sai lầm. Do đó, đối với người chủ trương thần linh là nguyên nhân chính yếu của tất cả những điều ấy. Trong Túc Sanh Truyện cũng có nói rằng, nếu có một đấng thần linh toàn quyền ban phước hay giáng họa cho tạo vật đã được chính Ngài tạo ra và cho chúng nó những hành động tốt hay xấu, thì vị thần linh ấy quả thật đầy tội lỗi, bởi vì con người chỉ thừa hành ý muốn của đấng thần linh đó. Do đó, nếu nói Thượng Đế là đấng toàn năng, toàn thiện, thì tại sao Ngài lại sáng tạo cái thế giới con người đầy rẫy tội lỗi, đau thương? Tại sao Ngài tạo ra biết bao nhiêu cảnh tai trời, ách nước, tàn phá, giết hại chúng sinh? Như thế thì lòng bác ái của Ngài ở đâu? Vậy sự cầu nguyện có làm bớt thiên tai dịch họa chiến tranh hay khổ đau của con người được không? Vì thế, Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu thần linh trong cuộc sống của con người. Theo tinh thần Phật giáo, chính con người phải tự mình giải quyết những vấn đề như chiến tranh hay hòa bình, hạnh phúc hay khổ đau của chính mình. Chiến tranh hay hòa bình là do con người quyết định chứ không dính dấp gì tới Phật trời cả. Nếu con người biết sống khoan dung độ lượng để biết thương yêu nhau, thì họ biến chiến tranh thành hòa bình. Ngược lại, nếu các nhà lãnh đạo chạy theo những tham vọng đen tối, thì từ hòa bình thành chiến tranh, giết chóc, thế thôi. Thêm nữa, do sự chuyển động của trái đất, của núi lửa, của những cơn gió lốc, theo định luật vô thường là thành, trụ, hoại, không đã tác hại con người. Nói chung, đó cũng là do lòng tham của con người phá hủy môi trường sống của chính mình qua chiến tranh, qua những cuộc thí nghiệm nguyên tử, qua tàn phá thiên nhiên, đốt rừng, tiêu hủy cây cối, tạo nên những ảnh hưởng dây chuyền nguy hiểm cho nhân sinh,